Sách thứ nhất của Samuel, chương 1. Xưa tại Ramathaim Sophim, có một người quê ở núi Ephraim tên là Encana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắt của Tohu, chít của Sufơ người Ephraim. Encana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không có. Mỗi năm, Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dân của tế lễ cho Ngài. Tại Silo có hai con trai của Heli là Hophni và Phinea, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Encana dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phenina cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Encana chồng nàng nói rằng: hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Heli chăm xem miệng nàng. Vả Anne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng. Nên Heli tưởng nàng say, bèn hỏi rằng: chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi. Anne thưa rằng: chẳng phải vậy chúa, tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say. Nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Heli bèn tiếp rằng: hãy đi bình yên. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng: nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông. Đoạn người nữ lui ra ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Encana ăn ở cùng Anne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đang trong năm, Anne thọ thai và sinh một con trai, đặt tên là Samuel mà nói rằng: tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Encana, chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Anne không đi lên vì nói cùng chồng rằng: khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Encana, chồng nàng đáp rằng: hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Chính nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Vậy nàng ở lại nhà cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Silo, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực rồi dẫn đứa trẻ đến Heli. Nàng bèn nói cùng người rằng:
Xin lỗi Chúa. Xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ sinh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Chương 2. Bây giờ anh e cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi, vì sự chứng cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái lạc. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài. Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời sắc sược ra từ miệng các ngươi nữa, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều. Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Cây cung của kẻ dõng sĩ đã gãy, còn người yếu mòn thắt lưng bằng sức lực. Kẻ vốn no nê phải làm mướn đặng kiếm ăn, và người xưa đói đã được no nê. Người đàn bà vốn son sẻ sinh sản bảy lần, còn người có nhiều con ra yếu mỏn. Đức Giê-hô-va khiến cho chết cho sống, Ngài đem người xuống mồ mả rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có, Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đã đặt thế gian ở trên đó. Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối. Vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng. Kẻ nào chống cãi Đức Giê-hô-va sẽ bị phá tan. Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ sấm sét cùng chúng nó. Ngài sẽ đoán xét bốn phương của đất, ban thế lực cho vua Ngài và làm cho quyền năng đấng chịu sức dầu của Ngài ra lớn. Ên-ca-na trở về nhà mình tại Rama, còn đứa trẻ ở lại phục sự Đức Giê-hô-va trước mặt Hê-li thầy tế lễ. Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy: phàm khi có ai dâng của lễ thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba chích vào, hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ, hễ món nào dính chĩa ba thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Silo. Lại, trước khi sông mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng: hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng: người ta sẽ xông mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi. Thì kẻ tôi tớ đó nói: không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn Sa-mu-ên phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ê-phót bằng vải gai. Mỗi năm, mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng, đặng dân của lễ hàng năm. Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và vợ người rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này, để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Vợ chồng bèn trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đói xem Anne, nàng thọ thai và sinh ba con trai và hai con gái. Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Vả Hê-li tuổi đã rất cao, được hai mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng: sao chúng bay làm như vậy?
vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng khá làm như vậy hỡi con. Điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành. Bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toàn giết chúng nó. Còn gã trai trẻ Sa-mô-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Hê-li mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ai Cập hầu việc nhà Pharaon sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, xông hương và mang ê-phót trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta có phán rằng, nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến nỗi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va giáng cho Israel, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ, và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không truất khỏi bàn thờ ta, ấy để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng, các kẻ nhà ngươi sinh sản sẽ chết lúc xuân xanh. Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi là Hophni và Phinea sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi, cả hai đều sẽ chết trong một ngày. Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu sức dầu của ta luôn luôn. Ai trong họ hàng ngươi còn sống sẽ đi đến lại trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cùng một ổ bánh, và sẽ nói rằng, xin ông hãy phong cho tôi một chức tế lễ để tôi được một miếng bánh ăn. Chương 3. Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có. Và bây giờ Hê-li khởi làng mắt chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh. Bây giờ Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên, người thưa rằng, có tôi đây. Đoạn, người chạy đến gần Hê-li mà rằng, có tôi đây vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp, ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng, hỡi Sa-mu-ên. Sa-mu-ên trỗi dậy đi đến cùng Hê-li mà rằng, có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Người đáp, hỡi con, ta không có kêu, hãy đi ngủ lại đi. Vả Sa-mu-ên chưa biết Đức Giê-hô-va, lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Người trỗi dậy đi đến gần Hê-li mà rằng, có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Sa-mu-ên rằng, hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con hãy nói, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Vậy Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước,
Hỡi Samuel, hỡi Samuel. Samuel thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phàm ai nghe đến lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Heli các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Samuel nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho Heli. Nhưng Heli gọi Samuel mà rằng: Samuel hỡi con. Người thưa: Có tôi đây. Heli nói: Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thí chi trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Samuel bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Heli đáp rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel, khiến cho người biết lời của Ngài. Chương 4. Lời của Samuel được rao truyền cho cả Israel. Israel ra trận đón những người Philistine và đóng trại gần Eben-Ezer, còn người Philistine đóng trại tại Aphek. Dân Philistine dàn trận đánh Israel. Lúc giáp trận, Israel bị dân Philistine đánh bại và giết tại chiến trường, ước 4.000 người. Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói rằng: Cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Philistine đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô. Phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta. Nó ắt sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta. Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Si-lô, từ đó đem về hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ngự giữa các cherubim. Hai con trai của Heli là Hophni và Phinea đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Israel đều reo tiếng vui mừng lớn đến nỗi đất phải rúng động. Khi dân Philistine nghe tiếng ấy bèn hỏi rằng: Tiếng reo mừng lớn trong trại quân Hebrew kia có nghĩa chi? Thì có người thuật cho chúng hay rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Philistine bèn sợ vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân. Rồi la rằng: Khốn nạn cho chúng ta thay, khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy. Khốn nạn cho chúng ta thay, ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Ai Cập đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Philistine, hãy mạnh bạo, hãy nên mặt trượng phu, kẻo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hebrew như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng? Khá nên mặt trượng phu và chiến đấu đi. Vậy dân Philistine chiến đấu và Israel bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm. 30.000 lính bộ trong Israel bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy. Còn hai con trai Heli là Hophni và Phinea đều chết. Một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc, đến tại Si-lô nội ngày đó, quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. Khi người ấy đến, Heli đang ngồi trên ghế mình tại bên mé đường, trông đợi cách áy náy, vì lòng Heli run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên.
Heli nghe tiếng la này thì nói: sự ồn ào này là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Heli. Vả, Heli đã 98 tuổi, mắt đuôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Heli rằng: tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Heli hỏi rằng: hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng: Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philippines, dân sự bị đại bại. Lại, hai con trai của ông là Hophni và Phinea đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời thì Heli ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết, vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Con dâu người là vợ của Phinena đang có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời cùng hai rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt tại đó nói rằng: chớ sợ chi, nàng đã sinh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp: thật, sự vinh hiển của Israel đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Chương 5. Dân Philippines lấy hòm của Đức Chúa Trời đi từ Ebenezer tới Ách-đốt. Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Đa-gôn để ở bên Đa-gôn. Sáng ngày sau, dân Ách-đốt dậy sớm, thấy Đa-gôn nằm sải mặt ấp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau, chúng nó trở vào sớm, Đa-gôn lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi. Bởi cớ ấy cho đến ngày nay, những thầy cả của Đa-gôn và phàm người nào vào trong đền nó đều tránh không đặt chân trên ngạch cửa. Nhưng tay Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách-đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy bệnh trĩ lậu hành hại Ách-đốt và địa phận nó. Dân Ách-đốt thấy mình như vậy, bèn kêu la rằng: hòm của Đức Chúa Trời Israel chớ ở nơi chúng ta, vì tay Ngài giáng họa lớn trên chúng ta và trên Đa-gôn là thần của chúng ta. Chúng sai sứ thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà hỏi rằng: chúng ta sẽ làm sao về hòm của Đức Chúa Trời của Israel? Các quan trưởng đáp: phải đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến Gác. Người ta bèn đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Người ta vừa đem hòm đi thì tay Đức Giê-hô-va bèn phạt thành ấy, khiến cho nó bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hại dân thành đó, từ đứa nhỏ cho đến người lớn, chúng đều bị bệnh trĩ lậu phát ra. Bây giờ chúng nó sai gửi hòm của Đức Chúa Trời đến Ekron. Khi hòm đến, dân Ekron kêu la rằng: người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến cùng ta, đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta. Chúng nó sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà nói rằng: hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đi, để nó trở về nơi cũ, và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải chết, vì trong mọi thành đều có sự kinh khiếp hầu chết. Tay Đức Giê-hô-va giáng họa tại đó cách dữ tợn. Những kẻ nào không chết thì bị bệnh trĩ lậu, và tiếng kêu la của thành lên đến tận trời. Chương 6. Hòm của Đức Giê-hô-va ở 7 tháng trong xứ dân Philippines. Đoạn dân Philippines gọi những thầy cả và thuật sĩ mà hỏi rằng: chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê-hô-va? Hãy nói cho chúng ta biết cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ. Chúng nó đáp: nếu các ngươi gửi hòm của Đức Chúa Trời của Israel về, thì chớ gửi đi không, nhưng phải trả cho Đức Giê-hô-va của lễ chuộc lỗi, rồi các ngươi sẽ được chữa lành,
và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi. Chúng nó hỏi, của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Đáp rằng, 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng, theo số quan trưởng của dân Philippines, vì hết thảy các ngươi và các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa. Hãy làm các hình trĩ lậu và những hình con chuột vẫn phá xứ sở, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi, trên thần và sứ của các ngươi. Sao các ngươi cứng lòng như dân Ê-díp-tô và Pha-ra-ôn đã làm? Sau khi Đức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Ê-díp-tô, họ há chẳng để cho Israel đi sao? Hè, hãy đóng một cái xe mới và bắt 2 con bò cái còn cho bú chưa mang ách, thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi và đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho cái hòm đi và xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức về hướng Bet-Shemesh, thì ắt là Đức Giê-hô-va đã giáng họa lớn này trên chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến tình cờ đó thôi. Người Philippines đều làm như vậy, bắt 2 con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe, rồi nhốt các con nhỏ chúng nó trong chuồng. Chúng để hòm của Đức Giê-hô-va lên trên xe, luôn với cái trắp có con chuột bằng vàng và hình trĩ lậu. 2 con bò cái đi thẳng theo đường về Bet-Shemesh, vừa đi vừa rống, không xây bên hữu, cũng không xây bên tả. Các quan trưởng dân Philippines đi theo nó, cho đến bờ cõi Bet-Shemesh. Bây giờ dân Bet-Shemesh đang gặt lúa mì trong trũng, ngước mắt lên thấy cái hòm thì lấy làm vui mừng. Cái xe đến trong ruộng của Giô-suê tại Bet-Shemesh và dừng lại đó. Nơi ấy có một hòn đá lớn, người ta bèn bữa gỗ của xe và dâng 2 bò cái làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi cất hòm của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe, luôn với cái trắp ở bên đựng những vật bằng vàng và để trên hòn đá lớn. Trong ngày đó, người Bet-Shemesh dâng những của lễ thiêu và các của tế lễ khác cho Đức Giê-hô-va. 5 quan trưởng của dân Philippines đã thấy điều đó, thì nổi ngày trở về Ekron. Này là số hình trĩ lậu bằng vàng mà dân Philippines dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc tội. Một cái của ách đốt, một cái của Gaza, một cái của ách kê lôn, một cái của Gác và một cái của Ekron. Chúng nó lại dâng trả thêm hình con chuột bằng vàng bao nhiêu số thành Philippines thuộc về 5 quan trưởng, hoặc thành kiên cố hay là làng nhà quê. Hòn đá lớn ấy là nơi người ta để hòm của Đức Giê-hô-va. Nó ở tại trong ruộng của Giô-suê, người Bet-Shemesh, làm kỷ niệm về điều đó cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va hành hại dân Bet-Shemesh vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va. Ngài hành hại 70 người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Đức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng. Bây giờ dân Bet-Shemesh nói, ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Chí Thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta thì sẽ đi đến ai? Chúng nó sai sứ đến dân Kiriath Yearim mà nói rằng, dân Philippines đã đem hòm của Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi. Chương 7. Người Kiriath Yearim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà Abinadab ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Eleasa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriath Yearim lâu ngày, đến đổi trải qua 20 năm, cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Bây giờ, Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng, nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khác cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tặc tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi,
Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philistine. Dân Israel bèn dẹp những hình tượng của Ba Anh và ác tạc tê, rồi phục sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đoạn Samuel nói: Hãy nhóm hiệp cả Israel tại Mít-ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi. Chúng hội hiệp tại Mít-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cử ăn mà rằng: Chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét dân Israel tại Mít-ba. Khi dân Philistine đã hay rằng dân Israel hội hiệp tại Mít-ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, dân Israel run sợ trước mặt dân Philistine, nói cùng Samuel rằng: Xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philistine. Samuel bắt một chiên con còn bú, dâng nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, người vì Israel cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời. Trong lúc Samuel dâng của lễ thiêu, dân Philistine đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Philistine, làm cho thua vỡ chạy, và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít-ba ra, đuổi theo dân Philistine và đánh chúng nó cho đến dưới Bết Cạt. Bây giờ, Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mít-ba và Sen, đặt tên là Eben-Ezer, vì người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Dân Philistine bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Trọn đời Samuel, tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philistine. Các thành mà dân Philistine đã chiếm lấy của Israel từ Ekron đến Gát đều được trả lại cho Israel, và Israel giải thoát địa hạt các thành ấy khỏi tay dân Philistine. Bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm, người tuần hành khắp Bê-tên, Ginh-ganh và Mít-ba mà đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn, người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama, người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Chương 8. Khi Samuel đã già, thì lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Yoen, con thứ là Abia. Hai người đoán xét tại Be-e-sheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi y như các dân tộc khác đã có rồi. Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta, đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang, và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Samuel thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua mà rằng: Này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người và trưởng 50 người, hoặc bắt chúng nó cai ruộng người, gặt mùa màng người, chế tạo binh khí người và đồ đạc của xe cộ người.
người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp và thợ bánh mì. Người sẽ thu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho và cây olive của các ngươi đặng phát cho tôi tớ người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về ngũ cốc và vườn nho các ngươi mà phân phát cho những quan hoạn và tôi tớ người. Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng hạng của các ngươi đến đổi bắt con lừa các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Bây giờ, các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. Dân sự chối không nghe lời của Sa-mu-ên mà rằng: không, phải có một vua trên chúng tôi. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Sa-mu-ên nghe mọi lời của dân sự bèn thưa lại cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp cùng Sa-mu-ên rằng: hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bây giờ Sa-mu-ên bèn nói cùng các người Israel rằng: các ngươi ai nấy hãy trở về thành mình. Chương 9. Bây giờ có một người Benjamin tên là Kích, con trai Abien, cháu Sero, chắc Bekorat, chít Afiat, là con trai của một người Benjamin. Kích vốn một người dõng sĩ, có một con trai tên là Sao-lơ, còn trẻ và lịch sự. Trong dân Israel chẳng ai lịch sự bằng người, người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Một ngày kia, những lừa cái của Kích, cha Sao-lơ, bị lạc. Kích nói cùng Sao-lơ con trai mình rằng: hãy đem theo một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Người đi khắp núi Ephraim, khắp xứ Shalisha mà không tìm được, lại trải qua xứ Salim, xứ Benjamin, song cũng không gặp. Đến trong xứ Sufer, Sao-lơ nói cùng tôi tớ theo mình rằng: này, chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đành mất lừa lại lo cho chúng ta chăng? Kẻ tôi tớ đáp cùng Sao-lơ rằng: hãy nghe, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời, là người rất tôn trọng, mọi sự người nói trước đều ứng nghiệm chẳng sai. Vậy chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo. Sao-lơ nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng: phải, chúng ta hãy đi đó. Nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Các bao chúng ta đều hết lương thực, và chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn chi? Kẻ tôi tớ tiếp rằng: tôi có trong mình 1/4 siếc lơ bạc. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta. Thuở xưa trong Israel, hãy người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời thì thường nói rằng: chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến, vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày xưa gọi là người tiên kiến. Sao-lơ nói cùng kẻ tôi tớ rằng: người nói phải, chúng ta hãy đi. Hai người bèn đi đến thành người của Đức Chúa Trời ở. Khi hai người đi lên đường dốc về thành, thì gặp những con gái trẻ đi ra múc nước, bèn hỏi rằng: đấng tiên kiến có đây chăng? Các con gái trẻ đáp rằng: có, kìa, người ở đằng trước mặt ông. Nhưng hãy mau đi, vì ngày nay người đến thành, bởi bá tánh có việc tế lễ tại nơi cao. Khi vào thành, hai ông chắc sẽ gặp người trước khi chưa đi lên nơi cao đặng dự lễ. Bá tánh không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho của lễ, xong rồi các người dự tiệc mới ăn. Vậy hãy đi lên, nội ngày nay hai ông chắc sẽ gặp người.
Hai người đi lên thành. Khi vừa vào thành, bèn gặp Samuel đi ra đặng lên nơi cao. Vả, ngày trước khi Saul đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho Samuel mà rằng: Ngày mai, tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Benjamin đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức dầu cho người làm vua của dân Israel ta. Ngươi sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Philistin, vì ta đã đoái xem dân ta, và tiếng của chúng đã thấu đến ta. Khi Samuel thấy Saul, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Kìa là người mà ta đã bảo ngươi, ấy người sẽ quản trị dân ta. Saul đến gần Samuel tại cửa thành mà nói cùng người rằng: Xin ông hãy chỉ cho tôi nhà của đấng tiên kiến. Samuel đáp cùng Saul rằng: Ta là đấng tiên kiến đây. Hãy đi trước ta lên nơi cao. Ngày nay hai ngươi sẽ ăn bữa cùng ta. Đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lòng ngươi, đoạn để ngươi đi. Còn những lừa cái mà ngươi đã mất 3 ngày nay, chớ lo lắng về chúng nó, vì đã kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật quý trọng hơn hết trong Israel đã dành cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao? Saul đáp: Tôi chỉ là một người Benjamin, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel. Nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Benjamin. Nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy? Samuel dẫn Saul và kẻ tôi tớ người vào phòng, rồi mời ngồi chỗ thứ nhất trong các người dự tiệc, số chừng 30 người. Bây giờ Samuel nói cùng đầu bếp rằng: Hãy bưng phần ta đã trao cho ngươi và ta đã dặn để riêng ra. Đầu bếp lấy chả vai và miếng bọc chung quanh đem dọn cho Saul. Samuel tiếp rằng: Kìa, miếng đã để dành cho ngươi ở trước mặt ngươi. Hãy ăn đi. Từ khi ta định mời dân sự, ta đã giữ nó lại về tiệc này. Vậy trong ngày đó, Saul ăn bữa cùng Samuel. Đoạn, chúng đều xuống khỏi nơi cao, vào trong thành. Còn Samuel trò chuyện cùng Saul trên mái nhà. Qua ngày sau, hai người dậy sớm. Khi hừng đông, Samuel gọi Saul trên mái nhà mà nói rằng: Hãy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Saul đứng dậy, rồi Samuel và Saul cả hai đồng đi ra. Khi đến đầu thành, Samuel nói cùng Saul rằng: Hãy truyền cho kẻ tôi tớ đi trước chúng ta. Kẻ tôi tớ bèn đi trước. Người tiếp rằng: Bây giờ hãy dừng lại, để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời. Chương 10. Samuel lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Saul, hôn người mà nói rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đã ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chen, trên bờ cõi xứ Benjamin tại Sết-sa. Họ sẽ nói với ngươi rằng: Những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về các ngươi, tự hỏi rằng: Phải lo liệu sao về con trai ta? Từ đó, ngươi sẽ đi tới, đến cây dẻ bột Tha-bô. Ngươi sẽ gặp 3 người đi lên Bê-tên đặng thờ lại Đức Chúa Trời. Một người chở 3 con dê đực, một người đem 3 ổ bánh và người thứ 3 đem 1 bầu da rượu. Chúng sẽ chào ngươi và cho ngươi 2 ổ bánh mà ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng. Kế sau, ngươi sẽ đến Gibea Elohim, là nơi có một cái đồn của dân Philistin. Khi đã vào thành, ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đờn sắt, trống cơm, ống sáo và đờn cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Đoạn, hãy đi xuống trước ta đến Ginh-ganh,
ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày, cho đến chừng ta tới. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Sao-lơ vừa xây lưng lìa khỏi Sa-mô-ên, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Khi Sao-lơ đến Gi-bê-a, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Sao-lơ trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng: con trai của Kích đã xảy ra làm sao? Sao-lơ cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Gi-bê-a đáp rằng: mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng: Sao-lơ há cũng vào số các tiên tri ư? Khi Sao-lơ thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Chú Sao-lơ hỏi người và kẻ tôi tớ rằng: hai ngươi đi đâu? Sao-lơ thưa rằng: đi kiếm những lừa cái, và vì không gặp được, chúng tôi có cầu vấn Sa-mu-ên. Chú của Sao-lơ tiếp rằng: xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Sa-mu-ên đã nói cùng hai ngươi. Sao-lơ thưa cùng chú mình rằng: người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng lừa cái đã tìm được rồi. Nhưng Sao-lơ không tỏ gì về điều Sa-mu-ên đã nói về việc nước. Sa-mu-ên nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba, rồi nói cùng dân Israel rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã đem Israel ra khỏi Ai Cập, ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ai Cập và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi. Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái và từ hàng ngàn người. Sa-mu-ên biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Benjamin được chỉ định. Người biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ hàng, rồi họ Mác-ri được chỉ định. Đoạn Sao-lơ con trai của Kích được chỉ định. Người ta tìm Sao-lơ nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng: còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp: kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sao-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Sa-mu-ên nói cùng cả dân sự rằng: các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng: nguyện vua vạn tuế. Sa-mu-ên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn Sa-mu-ên cho cả dân sự ai về nhà nấy. Sao-lơ cũng về nhà mình tại Gi-bê-a. Có những người dõng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người. Song có mấy người phỉ đồ nói rằng: hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Sao-lơ giả đò không nghe. Chương 11. Na-hách người Am-môn đi ra đến vây Gia-bê trong Ga-la-át. Cả dân Gia-bê nói cùng Na-hách rằng: hãy lập ước cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự ông. Na-hách người Am-môn đáp rằng: ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này. Phải khoét hết thảy con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel. Các trưởng lão Gia-bê nói cùng người rằng: xin hãy cho chúng tôi 7 ngày đình chiến. Chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel. Nếu không ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi ra hàng đầu. Vậy những sứ giả đến Gi-bê-a thành của Sao-lơ thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Lúc ấy Sao-lơ ở ruộng trở về đi sau bò mình. Người hỏi rằng: cớ chi dân sự khóc như vậy?
người ta thuật lại lời các người Gia-bê đã nói. Vừa nghe tin này, Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Người bắt một cặp bò, xả ra từng miếng, gửi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao này: phàm ai không ra theo Sa-lơ và Sa-mô-en thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên dân sự nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người. Sa-lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xét, có 300.000 người Israel và 30.000 người Giu-đa. Chúng nói cùng sứ giả đã đến rằng: hãy nói cùng người Gia-bê trong Ga-la-át, đến mai khi mặt trời đã nắng nóng thì anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thuật lại các lời này cho dân Gia-bê. Dân này lấy làm vui mừng và nói cùng người Am-môn rằng: ngày mai chúng ta sẽ đi ra cùng các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải. Nhưng sáng ngày mai, Sa-lơ chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân Am-môn vừa lúc canh năm và đánh dân Am-môn cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tản lạc, đến đổi không có hai người chung nhau. Dân sự nói cùng Sa-mô-en rằng: ai đã nói Sa-lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi. Nhưng Sa-lơ đáp: chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Sa-mô-en nói cùng dân sự rằng: chúng ta hãy đi đến Ginh-ganh đặng lập nước lại. Cả dân sự đều đi đến Ginh-ganh. Tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập Sa-lơ làm vua. Tại đó chúng dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, Sa-lơ và hết thảy người Israel vui mừng khôn xiết. Chương 12. Bây giờ Sa-mô-en nói cùng cả Israel rằng: ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Ta đã lập một vua trên các ngươi. Rày, vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi. Còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Vậy, ta đi, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng, bắt lừa ai chăng, ta có lừa dối ai chăng, hành hung cùng ai chăng, ta có nhận của hối lộ nơi tay ai, đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi. Chúng đáp rằng: ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Người tiếp rằng: Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức dầu của Ngài cũng chứng rằng ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta. Chúng đáp: nguyện Ngài làm chứng cho. Sa-mô-en nói cùng dân sự rằng: Đức Giê-hô-va là đấng đã lập Môi-se và A-rôn, đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy bây giờ hãy ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va. Ta sẽ luận cùng các ngươi về hết thảy những việc công bình mà Đức Giê-hô-va đã làm cho các ngươi và cho tổ phụ các ngươi. Sau khi Gia-cốp đến xứ Ai Cập, tổ phụ các ngươi có kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sai Môi-se và A-rôn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và lập họ ở trong chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ cho Sisera, tổng binh của Hát-so, cho dân Philistin và cho vua Mô-áp. Chúng nó đều tranh chiến cùng họ. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc những ba anh và ác tạc tê. Nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự Ngài. Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-anh, Bê-đan, Giép-thê và Sa-mô-en. Ngài giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù nghịch xung quanh các ngươi, và các ngươi đã ở được an ổn vô sự. Song thấy Na-hách, vua dân A-môn đến đánh các ngươi nói cùng ta rằng: không được, phải có một vua cai trị chúng tôi. Mà thật, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Bây giờ, kìa, vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin. Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên các ngươi.
nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài. Nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi. Vậy bây giờ hãy đứng tại đây đặng xem việc lớn mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mắt các ngươi. Ngày nay há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ làm sấm sét và mưa để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi vì đã xin một vua. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Samuel lắm. Hết thảy đều nói cùng Samuel rằng: Xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết, vì chúng tôi đã thêm lỗi xin một vua vào các tội khác của chúng tôi. Samuel đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi. Thật, các ngươi có làm mọi điều ác này, song chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài. Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không chẳng có ích chi, cũng không biết cứu, vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Chính thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài, vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào. Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua các ngươi chắc sẽ bị diệt vong. Chương 13. Khi Sa-lơ lên ngôi vua thì đã được 40 tuổi. Người đã cai trị trên Israel 2 năm, bèn chọn 3.000 người Israel, 2.000 người đang ở cùng mình tại Mít-ma và trên núi Bê-tên, còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Gibea trong xứ Benjamin. Dân sự còn lại người cho về, ai nấy vào trong trại mình. Jonathan đánh đồn Philistin ở tại Geba. Dân Philistin hay điều đó. Sa-lơ hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà rằng: Dân Hebrew khá nghe biết. Vậy cả Israel đều hay rằng Sa-lơ đã đánh đồn Philistin, và Israel bị dân Philistin ghen ghét. Bây giờ dân sự bị nhóm hiệp lại bên Sa-lơ tại Ginh-ganh. Khi ấy dân Philistin hiệp lại đặng đánh Israel. Chúng có 30.000 cỗ xe, 60.000 lính kỵ và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy chúng nó đi lên đóng trại tại Mít-ma về hướng đông của Bết-a-ven. Dân Israel thấy mình nguy cấp vì bị chúng theo riết gần, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố. Mấy người Hebrew sang qua sông Giô-đanh đến xứ Gác và Ga-la-át. Song Sa-lơ còn ở lại tại Ginh-ganh, và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ. Sa-lơ đợi 7 ngày là kỳ của Samuel đã định. Song vì Samuel không đến Ginh-ganh, dân sự bèn tan đi. Bây giờ Sa-lơ nói: Hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân. Rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kìa, Samuel bèn đến. Sa-lơ đi ra đón đặng chào người. Nhưng Samuel hỏi: Ngươi đã làm chi? Sa-lơ đáp rằng: Khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Philistin đã hiệp lại tại Mít-ma, thì tôi nói rằng: Dân Philistin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu. Samuel nói cùng Sa-lơ rằng: Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo
thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Đoạn, Samuel đứng dậy, đi từ Ginh-ganh đến Gibea trong xứ Benjamin, rồi Sao-lơ kiểm điểm dân ở cùng mình, có ước chừng 600 người. Sao-lơ và Jonathan, con trai người, cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Gibea trong xứ Benjamin, còn dân Philistin hạ trại tại Mít-ma. Từ trong dinh Philistin, có một toán quân cướp phá đi ra, chia làm ba đội. Đội này theo con đường Opra đi về xứ Su-an, đội kia noi con đường Bết-hô-rôn, còn đội thứ ba theo con đường ranh nằm trên trũng Sê-bô-im về hướng đồng vắng. Vả, trong cả xứ Israel không có thợ rèn, bởi vì dân Philistin đã nói rằng, hãy cấm người Hebrew rèn gươm và giáo. Hết thảy Israel, ai nấy đều đi xuống nơi Philistin đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu và lưỡi hái mình. Lại khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba hay là rìu bị mẻ sức, thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại. Nên trong ngày tranh chiến, chẳng có gươm, cũng không có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo Sao-lơ và Jonathan. Chỉ có cho Sao-lơ và Jonathan là con trai người dùng mà thôi. Một đồn quân Philistin kéo ra đặng đón đèo Mít-ma. Chương 14. Một ngày kia, Jonathan, con trai của Sao-lơ, nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình mà rằng: "Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philistin đóng ở phía bên kia." Nhưng người chẳng nói cho cha mình hay. Bây giờ, Sao-lơ ở tại đầu ranh Gibea dưới cây liễu của Migeron, còn đạo quân theo người ước chừng 600 người. Ahiya, con trai Ahitub, anh của Isabot, con trai Phinea, cháu Heli, mặc áo ephod làm thầy tế lễ tại Silo. Dân sự không biết Jonathan đi. Ở giữa đèo mà Jonathan gắng sức đi đặng đến đồn Philistin, có một răng đá ở bên này và một răng ở bên kia. Cái này gọi là bốt xếp, còn cái kia gọi là Sene. Một cái răng đá mọc lên về phía bắc, đối ngang Mít-ma, còn cái kia ở tại phía nam, đối ngang Gê-ba. Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: "Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả, Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng, cũng như số đông người vậy." Kẻ vác binh khí của người thưa rằng: "Hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó." Jonathan tiếp: "Này, chúng ta hãy đi đến những người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói, hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng, hãy lên đến chúng ta, thì chúng ta sẽ lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay chúng ta. Điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta." Vậy, hai người đều đi lên đồn Philistin. Dân Philistin nói: "Kìa, những người Hebrew ra từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kia." Lính của đồn nói cùng Jonathan và kẻ vác binh khí mà rằng: "Hãy đi đến chúng ta có chuyện tỏ cùng hai người." Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình rằng: "Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel." Jonathan dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Philistin ngã trước mặt Jonathan, và kẻ vác binh khí giết chúng nó chết ở đằng sau người. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và kẻ vác binh khí người giết chừng 20 người trong một khoảng nửa công đất. Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng và trong cả dân Philistin. Quân đồn và đảng cướp giật đều bị kinh khủng, đất bị rúng động, ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy.
lính canh của Saul ở tại Gibea trong xứ Benjamin đều thấy quân chúng Philistine tản lạc và chạy trốn lộn xộn. Bây giờ, Saul nói với quân lính ở cùng mình rằng: "Hãy kiểm điểm xem ai là những người đã bỏ hàng ngũ chúng ta." Chúng kiểm điểm thấy thiếu Jonathan và kẻ vác binh khí người. Saul nói cùng Ahia rằng: "Hãy đem hòm của Đức Chúa Trời đến gần, vì trong ngày đó hòm của Đức Chúa Trời ở cùng dân Israel." Nhưng trong khi Saul nói với thầy tế lễ thì tiếng ồn ào lại càng thêm lên trong trại quân Philistine. Saul nói cùng thầy tế lễ rằng: "Hãy rút tay ngươi lại." Đoạn Saul và hết thảy quân lính ở cùng người hiệp lại đi tới chốn chiến trường. Kìa, thấy người Philistine rút gươm giết lẫn nhau, hỗn loạn cực điểm. Những người Hebrew đã từ lâu phục dân Philistine và theo họ trong trại quân, nay lại trở lòng hiệp với dân Israel vẫn theo cùng Saul và Jonathan. Lại khi hết thảy người Israel đang ẩn trong núi Ephraim, nghe dân Philistine chạy trốn, cũng rượt đuổi theo chúng nó mà đánh giặc. Đức Giê-hô-va giải cứu Israel trong ngày đó. Cơn giặc tràn đến Bết Aven. Cũng trong ngày đó, dân Israel bị mệt đuối. Vả lại, Saul có thề cùng dân sự rằng: "Đáng rủa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cừu địch ta." Vì vậy, cả dân sự đều cử không ăn vật thực gì hết. Song, chúng dân đã đến trong một cái rừng có mật ong trên mặt đất. Bây giờ, dân sự đi vào trong rừng, thấy mật này chảy, chẳng ai dám chấm tay vào miệng vì sợ lời thề. Nhưng Jonathan không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên giơ đầu gậy mình cầm nơi tay chấm vào tàn mật ong, rồi lấy tay đem mật vào miệng thì mắt người sáng ra. Có người trong dân chúng cất tiếng nói rằng: "Cha ông có thề cùng dân chúng rằng, đáng rủa xả người nào ăn vật thực gì trong ngày nay." Vả dân sự đều bị mệt đuối. Jonathan đáp rằng: "Cha ta làm rối cho xứ, hãy xem mắt ta đã sáng dường nào vì cớ nếm chút mật này. Ồ, chớ chi ngày nay dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Philistine đã lớn hơn biết bao." Vậy ngày đó dân Israel đánh bại dân Philistine từ Mít-ma cho đến Ayalon. Dân sự bị mệt đuối lắm, bèn xông vào của cướp, bắt chiên, bò, bò con, giết đi trên đất, rồi ăn thịt lộn với huyết. Có người đến nói cùng Saul rằng: "Kìa, dân sự phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết." Người đáp: "Ấy là một sự lỗi đạo. Hãy lập tức lăn một hòn đá lớn đến gần ta." Lại tiếp rằng: "Hãy đi khắp cơ binh rao rằng, mỗi người phải dẫn đến ta chiên và bò mình và giết đi tại đây, rồi các ngươi sẽ ăn thịt nó. Như vậy các người không phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết." Thế thì trong đêm đó, mỗi người trong chúng dẫn súc vật mình có dưới tay và giết nó trên hòn đá. Saul bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ấy là bàn thờ thứ nhất mà người lập cho Đức Giê-hô-va. Đoạn Saul nói: "Chúng ta hãy đi xuống đuổi theo dân Philistine trong khi ban đêm, cướp phá chúng nó cho đến sáng sớm và chớ để sống một ai." Chúng thưa rằng: "Hãy làm mọi điều vua lấy làm phải." Thầy tế lễ bèn nói: "Chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời." Saul cầu vấn Đức Chúa Trời rằng: "Tôi phải nên xuống đuổi theo dân Philistine chăng? Ngài sẽ phó chúng nó vào tay Israel chăng?" Song lần này Đức Chúa Trời chẳng đáp lại lời gì hết. Đoạn Saul bảo rằng: "Hỡi các quan trưởng của dân sự, hết thảy hãy đến gần đây, xét tìm tội lỗi đã phạm trong ngày nay là sao. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng giải cứu Israel mà thề rằng, kẻ đã phạm tội, dẫu chính là Jonathan con trai ta, cũng phải chết đi." Trong cả dân sự chẳng có ai đáp lời người. Người bèn nói cùng cả Israel rằng: "Các ngươi hãy đứng bên này.
ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng, hãy làm điều vua lấy làm phải. Sao-lơ thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Sao-lơ bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Sao-lơ nói, hãy bắt thăm cho ta và Jonathan con trai ta. Jonathan bị chỉ ra. Sao-lơ nói cùng Jonathan rằng, hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú thật rằng, tôi có dùng đầu gậy tôi cầm lấy tay mà nếm chút mật ong. Này, tôi đây phải chết. Sao-lơ nói, hỡi Jonathan, nếu ngươi không chết, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa rất nặng trên ta. Nhưng dân sự đáp cùng Sao-lơ rằng, ủa, Jonathan là người đã làm cho Israel được đại thắng dường kia phải chết sao? Điều đó chẳng nên. Chúng tôi chỉ sinh mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng, một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất, vì người ở cùng Đức Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy, dân sự giải cứu Jonathan và người khỏi bị xử tử. Đoạn Sao-lơ trở về, chẳng đuổi theo dân Philistin nữa, và dân Philistin đều trở về trong xứ mình. Sau khi Sao-lơ đã cầm quyền nước Israel, thì người giao chiến cùng kẻ thù nghịch mình tứ phía, tức cùng Moab, Ammon, Edom, các vua Soba và cùng dân Philistin. Hễ người cử binh đến đâu thì báo thù được đến đó. Người tụ tập quân lính đánh dân Amalek và giải cứu Israel khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Các con trai của Sao-lơ là Jonathan, Yishevi và Manchishua. Người cũng có hai con gái, lớn tên là Merab, nhỏ tên là Mikan. Vợ của Sao-lơ tên là Ahinoam, con gái của Ahimác. Tổng binh của đạo binh người là Abne, con trai của Nerơ, chú của Sao-lơ. Kích, cha của Sao-lơ, và Nerơ, cha của Abne, là con trai của Abien. Trọn đời Sao-lơ có sự tranh chiến dữ dội cùng dân Philistin. Hễ khi Sao-lơ thấy người mạnh mẽ và bạo dạn thì chiêu mộ người theo mình. Chương 15. Samuel nói cùng Sao-lơ rằng, Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Sao-lơ nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Tê-la-im, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Giu-đa. Sao-lơ đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong trũng. Người có nói với dân Kenit rằng, các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Sao-lơ đánh Amalek từ Havila cho đến Shurơ, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Sao-lơ và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy: ta hối hận vì đã lập Sao-lơ làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Sáng ngày sau,
người đi rước Saul. Có kẻ đến nói cùng Samuel rằng Saul đã đến Cạc-mên, dựng cho mình một cái bia tại đó. Đoạn đổi đường đi xuống Ginh-ganh. Samuel đi đến cùng Saul. Saul nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta cùng tiếng bò rống ta nghe kia là làm sao? Saul đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò đặng dâng nó làm của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vật còn lại chúng tôi đã diệt hết đi. Samuel nói cùng Saul rằng: Thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. Saul đáp: Xin nói. Samuel nói rằng: Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ginh-ganh. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi thì tôi sẽ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Samuel nói cùng Saul rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Khi Samuel xây lưng đặng đi, Saul nắm vạt áo tơi người thì áo bèn rách. Samuel nói cùng người: Ấy, ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi xứng đáng hơn ngươi. Vả lại, đấng phù hộ Israel chẳng nói dối và không ăn năn, vì đấng ấy chẳng phải loại người mà ăn năn. Saul đáp rằng: Tôi có tội. Song, xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng tôi thì tôi sẽ thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vậy Samuel trở lại theo Saul và Saul sắp thờ lại Đức Giê-hô-va. Đoạn Samuel nói: Hãy dẫn Aga vua Amalek đến ta. Aga đi đến người bộ vui mừng vì tưởng rằng quả hẳn điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng Samuel nói cùng người rằng: Hễ gươm ngươi đã làm cho người đàn bà không có con thế nào thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thế ấy. Samuel bèn giết Aga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ginh-ganh. Đoạn Samuel đi về Rama, còn Saul trở về nhà mình tại Gibea của Saul. Samuel chẳng còn thấy Saul nữa cho đến ngày mình thác, vì người buồn bực về việc Saul. Còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Saul làm vua của Israel.
chương 16. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sao-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Sa-mô-en thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu Sao-lơ hay thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng: Tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta sức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi. Sa-mô-en làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối, chạy đón người mà hỏi rằng: Có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng: Bình an. Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Sa-mô-en thấy Eliab, bèn thầm rằng: Quả hẳn kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Y-sai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Sa-mô-en. Nhưng Sa-mô-en nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Y-sai biểu Sa-ma đi ngang qua. Nhưng Sa-mô-en nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa. Y-sai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mô-en như vậy. Thì Sa-mô-en nói cùng Y-sai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn, Sa-mô-en nói cùng Y-sai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Y-sai đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Sa-mô-en nói: Hãy sai gọi nó. Chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Ấy là nó, hãy đứng dậy xức dầu cho nó. Sa-mô-en lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Sa-mô-en đứng dậy đi về Rama. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sao-lơ. Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Tôi tớ của Sao-lơ nói cùng người rằng: Này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời khiến đến khuấy khuất vua. Xin Chúa chúng tôi, hãy biểu những tôi tớ đứng chầu Chúa tìm một người biết gảy đàn, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến Chúa, thì người đó sẽ gảy đàn và Chúa sẽ được an ủi. Sao-lơ đáp cùng các tôi tớ mình rằng: Vậy, hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay, rồi dẫn nó đến cùng ta. Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng: Này, ta đã thấy một con trai của Y-sai, người Bethlehem. Nó gãi đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp. Đức Giê-hô-va ở cùng người. Sao-lơ sai sứ đến cùng Y-sai mà nói rằng: Hãy gửi cho ta David con trai ngươi là kẻ chăn chiên. Y-sai bèn lấy bánh, một bầu da rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ David con trai mình gửi cho Sao-lơ. David đến nơi Sao-lơ, bèn ra mắt người. Sao-lơ thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng Y-sai rằng: Ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta. Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sao-lơ, thì David lấy đàn và gãi. Sao-lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người.
chương 17. Dân Philippines nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc. Chúng hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamim giữa Soko và Aseka. Saul và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philippines. Dân Philippines đứng trên núi phía này, còn Israel đứng trên núi phía kia. Trũng phân cách họ. Bây giờ có một người lực sĩ từ trại quân Philippines mà ra, tên là Goliath, quê ở Gát, bề cao người 6 thước 1 gan. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vải cá nặng 5.000 siếc lơ và những ủng đồng. Sau lưng treo một cây lao đồng. Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cưỡi, và mũi của cây lao này nặng 600 siếc lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn. Vậy hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ Israel rằng: cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta há chẳng phải là người Philippines, còn các ngươi là tôi tớ của Saul sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Nếu khi đấu địch cùng ta hắn trỗi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi. Nhưng nếu ta trỗi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta. Người Philippines lại còn nói rằng: phải, ngày nay ta thách lời này cho đội ngũ Israel. Hãy khiến một người ra đặng chúng ta đấu địch cùng nhau. Saul và cả Israel nghe những lời của người Philippines thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. Vả David là con trai của Isai, người Ephrat kia, quê ở Bethlehem trong xứ Juda. Người có 8 con trai. Trong đời Saul, Isai đã cao tuổi rồi. 3 con trai cả của Isai đã theo Saul nơi chiến trận. Tên 3 con trai ấy là: con cả Eliab, con thứ nhì Abinadab và con thứ ba Shama. David là con út. Khi 3 anh người đã theo Saul, thì David lìa nơi Saul trở về Bethlehem đặng chăn chiên của cha mình. Người Philippines đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong 40 ngày. Vả Isai nói cùng David con trai mình mà rằng: con hãy lấy 1 epha hột rang và 10 ổ bánh này, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con. Con cũng hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó. Các anh con ở cùng Saul và hết thảy người Israel tại trong trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philippines. Ngày mai sáng sớm, David để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi như Isai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. Israel và dân Philippines dàn trận, 2 đạo quân đối nhau. David cất gánh nặng mình, giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dàn trận, tới hỏi thăm 3 anh mình mạnh giỏi chăng. Người đang nói chuyện cùng chúng, kìa, người lực sĩ Goliath, tức là người Philippines ở Gát, từ hàng ngũ Philippines xơm tới, và David nghe hắn nói như những lời ngày trước. Hết thảy người Israel thấy người này đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Israel nói: các ngươi có thấy người đó xơm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Israel. Nếu ai giết được hắn, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó và miễn sâu thuế cho nhà cha người ấy trong Israel. David hỏi những người ở gần mình rằng: người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Philippines này và cất sự sỉ nhục khỏi Israel? Vì người Philippines này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? Người ta lấy lời thường nói ấy mà đáp cùng người rằng: ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như vậy. Nhưng Eliab anh cả người
nghe David nói như vậy nổi giận người mà nói rằng: cớ sao mày đến đây, mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Ta biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày, ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. David đáp rằng: vậy tôi có làm chi đâu, ấy chỉ là một câu hỏi thôi. Người gian xa anh mình lập hỏi những người khác cũng một câu ấy, thì người ta đáp như lần thứ nhất. Có người nghe các lời David nói bèn thuật lại cho Saul hay. Saul đòi người đến. David thưa với Saul rằng: xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philistine kia. Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Saul đáp cùng David rằng: ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philistine kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. David tâu cùng Saul rằng: khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philistine không chịu phép các bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistine kia. Saul đáp rằng: hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái mão đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Saul rằng: tôi không thế mang khí giới này mà đi được vì tôi không có thói quen. David bèn cởi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lửa dưới khe 5 cục đá bóng láng để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Philistine. Người Philistine cũng xơm tới đến gần David, có kẻ vác binh khí đi trước. Người Philistine xem David, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philistine nói cùng David rằng: ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Người Philistine bắt danh các thần mình mà rủa sả David và tiếp rằng: hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philistine rằng: ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Sải khi người Philistine đứng dậy xơm tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philistine. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philistine. Cục đá lọt thấu trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Như vậy David thắng được người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Đoạn David chạy lại xông vào mình người Philistine, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philistine thấy kẻ lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn. Bây giờ người Israel và Juda dấy lên hò hét đuổi theo dân Philistine cho đến cửa thành Gác và Ekron. Người Philistine bị thương ngã chết đầy đường Saragim cho đến Gác và Ekron. Dân Israel
sau khi đã rượt đuổi dân Philistine rồi, thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. David lấy thủ cấp của người Philistine đem đến Jerusalem, nhưng để binh khí Goliath tại trong trại mình. Saul thấy David ra đón đánh người Philistine thì có hỏi quan tổng binh Abner rằng: "Hỡi Abner, người trai trẻ đó là con trai của ai?" Abner thưa rằng: "Ôi vua, tôi xin chỉ linh hồn vua mà thề, tôi chẳng biết." Vua nói cùng người rằng: "Hãy hỏi thăm gã trai trẻ ấy là con của ai." Khi David đã giết người Philistine trở về, thì Abner rước người dẫn đến trước mặt Saul. David đang xách thủ cấp của người Philistine nơi tay. Saul nói cùng người rằng: "Hỡi gã trai trẻ, ngươi là con ai?" David thưa rằng: "Tôi là con Isai, tôi tớ của vua ở tại Bethlehem." Chương 18. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng David, đến đổi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. David đi đánh giặc nhiều. Bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Saul. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Saul, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: "Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn." Saul lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp lòng người. Người nói: "Người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi." Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn sốt hoảng trong đền mình, thì David gãy đàn như những ngày khác. Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng: "Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách." Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Saul khiến David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Juda đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Saul nói cùng David rằng: "Này Merab, con gái cả ta, ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ. Chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va." Và Saul nói thầm rằng: "Tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của dân Philistine còn hơn." David thưa rằng: "Tôi là ai? Thân phận tôi là gì? Họ hàng cha tôi nơi Israel ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua?" Và khi đến kỳ Merab, con gái của Saul phải gả cho David, thì lại gả cho Adriel, người Mehola. Nhưng Mican, con gái của Saul, yêu mến David. Khi Saul hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng. Người nói thầm rằng: "Ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn và hắn sa vào tay của dân Philistine." Vậy Saul nói lần thứ nhì cùng David rằng: "Ngươi sẽ làm phò mã ta." Đoạn Saul truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng: "Hãy nói kín cùng David rằng: ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy hãy làm phò mã của vua." Các tôi tớ của Saul nói lại các lời ấy cùng David. David đáp rằng: "Làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn một người nghèo nàn và hèn tiện."
các tôi tớ của Sa-lơ thuật lại cho vua câu trả lời của David. Sa-lơ nói cùng chúng rằng: các ngươi hãy nói cùng David như vậy: vua chẳng đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistin đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Vả, cái mưu của Sa-lơ là khiến cho David sa vào tay dân Philistin. Các tôi tớ kể lại những lời này cho David nghe, thì David chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định, David trỗi dậy cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết 200 người Philistin. Người đem dương bì của chúng nó về và nộp cho vua đủ số đặng trở làm phò mã người. Vậy Sa-lơ gả Mi-canh con gái mình cho người làm vợ. Sa-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi-canh, con gái của Sa-lơ, yêu mến David. Nhưng Sa-lơ càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philistin ra trận thì David may mắn hơn các tôi tớ của Sa-lơ. Vì vậy, danh người trở nên tôn trọng lắm. Chương 19. Sa-lơ bàn tính cùng Jonathan, con trai mình, và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan, con trai của Sa-lơ, rất thương yêu David, cho người hay và nói rằng: Sa-lơ cha tôi tìm giết anh. Vậy sáng ngày mai hãy cẩn thận ở nơi khuất kín và ẩn mình đi. Tôi sẽ đi ra đứng gần bên cha tôi nơi ruộng mà anh sẽ ẩn và nói về anh cùng cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Vậy Jonathan nói binh David cùng Sa-lơ cha mình mà rằng: xin vua chớ phạm tội cùng David tôi tớ vua, vì người không có phạm tội cùng vua mà lại có giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Người đã liều mạng mình mà giết người Philistin kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho cả Israel. Vua có thấy và mừng rỡ điều đó, nhưng sao lại toan phạm tội cùng huyết vô tội mà giết David vô lý? Sa-lơ lắng tai nghe lời Jonathan nói, bèn thề rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, David sẽ chẳng chết. Bây giờ Jonathan gọi David thuật các lời ấy cho người, đoạn dẫn David đến gần Sa-lơ, và David hầu việc Sa-lơ như trước. Sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn. David đi ra đánh dân Philistin, làm cho chúng nó bị thua chạy trốn. Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sa-lơ lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay, còn David gảy đàn. Sa-lơ muốn lấy giáo đâm David dính vào vách, nhưng David tránh khỏi. Giáo của Sa-lơ găm trong vách. David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Sa-lơ sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người để sáng ngày giết người đi. Song Mi-canh vợ David cho người hay và nói rằng: nếu đêm nay chàng không trốn khỏi thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mi-canh thòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Kế ấy, Mi-canh lấy tượng Theraphim mà để lên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó, rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Khi Sa-lơ sai người đến bắt David thì nàng nói rằng: chàng đau. Sa-lơ lại sai người đến thăm David mà truyền chúng rằng: hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy những kẻ sai đi đến đó thấy tượng Theraphim ở trên giường, có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu nó. Sa-lơ nói với Mi-canh rằng: sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi? Mi-canh thưa cùng Sa-lơ rằng: người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Vậy David trốn và thoát khỏi, đi đến nhà Samuel tại Rama, rồi thuật cho người mọi điều Sa-lơ đã làm cho mình. Đoạn người và Samuel đi ở tại Na-dốt. Có người thuật lại điều đó cho Sa-lơ mà rằng: kìa, David ở tại Na-dốt trong Rama. Sa-lơ sai người đi bắt David, nhưng
khi chúng thấy một đám tiên tri đang nói tiên tri và Samuel đứng đầu những người ấy, thì thần của Đức Chúa Trời cảm động họ, họ cũng khởi nói tiên tri. Người ta cho Saul hay, người bèn sai những người khác, họ cũng nói tiên tri như các kẻ khác. Saul lại sai người đi lần thứ ba, đến phiên họ cũng nói tiên tri. Bây giờ, Saul thân hành đến Rama, tới nơi giếng chứa nước lớn của Sheku, người hỏi rằng, Samuel và David ở đâu? Người ta thưa rằng, hai người ở Nayot trong Rama. Vậy, người đi đến Nayot trong Rama. Thần của Đức Chúa Trời cảm động đến phiên người, người cứ đi dọc đường, nói tiên tri cho đến khi tới Nayot trong Rama. Người cũng lột áo mình, nói tiên tri trước mặt Samuel, rồi ở trần như vậy, nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Bởi cớ ấy, có câu tục ngữ rằng, Saul há cũng vào hàng các tiên tri sao? Chương 20. David trốn khỏi Nayot trong Rama, đến cùng Jonathan mà nói rằng, tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh mà người toan hại mạng sống tôi? Jonathan đáp cùng người rằng, chẳng phải thế, anh không chết đâu. Cha tôi chẳng làm một sự gì, bất luận lớn hay nhỏ, mà chẳng nói trước với tôi. Vậy, nhưng sao cha tôi giấu sự này với tôi? Điều đó chẳng thể được. Nhưng David lại thề nguyền mà rằng, cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên có nói rằng, chớ nên cho Jonathan biết gì, kẻo nó phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng, chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Jonathan đáp cùng David rằng, hễ anh muốn tôi làm điều gì, thì ta sẽ làm cho anh. David tiếp rằng, mai là ngày mùng 1, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng, David có nài xin tôi cho nó đi về Bethlehem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hàng năm. Nếu người đáp, tốt, thì kẻ tôi tới anh sẽ được bình yên. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tới anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tớ anh. Song phần tôi, ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi. Cớ sao anh lại dẫn tôi đến cha anh? Jonathan đáp lại rằng, chớ có nghĩ như vậy. Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay. David đáp cùng Jonathan rằng, nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh, thì ai sẽ cho tôi hay? Jonathan đáp cùng David rằng, hè, chúng ta hãy ra ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. Jonathan nói cùng David rằng, Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel làm chứng, ngày mai hay là ngày mốt tại giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết. Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh, như Ngài đã ở cùng cha tôi. Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Jonathan kết giao ước cùng nhà David mà rằng, Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của David. Jonathan thương yêu David như mạng sống mình vậy, nên khiến David lại thề nữa.
Jonathan tiếp rằng, mai là ngày mùng 1. Sự vắng mặt anh, người ta ắt sẽ thấy vì chỗ anh sẽ trống. Ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ở ngày trước, là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xe. Tôi sẽ bắn 3 mũi tên về phía hòn đá đó, dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi và bảo nó rằng, hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng, kìa, các mũi tên ở bên này mày, hãy lượm lấy đi. Bây giờ anh hãy đến. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng có gì nên sợ hết. Nhưng, nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng, kìa, các mũi tên ở bên kia mày, bây giờ anh khá đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Vậy, David ẩn trong đồng. Khi đến ngày mùng 1, vua ngồi bàn đặng ăn bữa, người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bên vách. Jonathan đứng dậy và Abner ngồi bên Saul, còn chỗ của David thì bỏ không. Ngày đó, Saul chẳng nói chi hết vì tưởng rằng có sự rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi. Chắc hẳn hắn không sạch, đã phải sự gì ô uế rồi. Song ngày sau là ngày mùng 2, chỗ của David lại bỏ không nữa. Saul nói cùng Jonathan con trai mình rằng, cớ sao con trai của Isai không đến dự ăn bữa hôm qua và ngày nay? Jonathan thưa cùng Saul rằng, David có nài xin phép tôi đi đến Bethlehem mà rằng, xin để tôi đi, vì nhà chúng tôi có một sự tế tự trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải đi đến. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt người, xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi. Ấy bởi cớ đó người không đến ngồi bàn. Bây giờ Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng, ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai. Đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mày thay. Thật, hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ, hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng, cớ sao giết nó đi, nó có làm điều gì? Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mùng 2 chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Qua ngày sau, Jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng David. Có một đứa tôi tớ trẻ theo người. Người nói cùng nó rằng, hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Jonathan bắn một mũi tên qua khỏi nó. Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên Jonathan đã bắn, thì Jonathan la lên rằng, tên há chẳng ở bên kia mày sao? Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng, hãy đi mau, chớ dừng lại. Kẻ tôi tớ lượm mũi tên rồi trở lại cùng chủ mình. Vả, tôi tớ chẳng biết chi cả, song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng, hãy đi, đem nó về trong thành. Khi tôi tớ đã đi rồi, David trỗi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lại 3 lần. Đoạn hai người ôm nhau và khóc. David khóc nhiều hơn. Jonathan nói cùng David rằng, anh hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng, Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Vậy David trỗi dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. Chương 21. David đến Nob gặp thầy tế lễ Ahimelech. Ahimelech run sợ chạy đến đón người mà hỏi rằng,
Nhưng sao ông có một mình, chẳng ai theo hết vậy? David đáp cùng thầy tế lễ Ahimelech rằng: Vua có sai tôi một việc và dặn rằng: Chớ cho ai biết gì hết về việc ta sai ngươi làm, cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi. Ta đã chỉ định cho các tôi tớ ta một nơi hò hẹn. Bây giờ thầy có chi trong tay? Hãy trao cho ta 5 ổ bánh hay là vật gì thầy có thế tìm được. Thầy tế lễ đáp cùng David rằng: Trong tay ta không có bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi, miễn là các tôi tớ ông không có đến gần đàn bà. David đáp cùng thầy tế lễ rằng: Từ khi ta đi ra vài 3 ngày rồi, chúng tôi không có lại gần một người nữ nào hết. Các bạn tôi cũng thanh sạch. Còn nếu công việc tôi không thánh, thì ngày nay há chẳng nhờ kẻ làm thánh nó mà được thánh sao? Vậy thầy tế lễ trao bánh thánh cho người, vì ở đó chẳng có bánh chi khác hơn bánh trần thiết mà người ta đã cất khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng thế bánh mới cùng trong một lúc ấy. Cũng trong ngày ấy, có một tôi tớ của Sao-lơ ở đó bị cầm lại tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Người tên là Đô-e, dân Ê-đôm, làm đầu các kẻ chăn chiên của Sao-lơ. David nói cùng Ahimelech rằng: Dưới tay thầy đây, há chẳng có một cây giáo hay là một cây gươm sao? Ta không có đem theo gươm hay là binh khí gì, vì lệnh vua lấy làm gấp rút. Thầy tế lễ đáp rằng: Đây có cây gươm của Goliath người Philistin mà ông đã giết trong trũng Ela. Nó bọc trong một miếng nỉ để sau ephod. Nếu ông muốn lấy thì hãy lấy đi, vì ở đây chẳng có gươm nào khác. David đáp rằng: Chẳng có gươm nào bằng, hãy trao cho ta. Bây giờ David trỗi dậy, ngày đó trốn xa khỏi Sao-lơ mà đi đến cùng Akit vua Gát. Các tôi tớ của Akit hỏi rằng: Có phải đó là David vua của xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người này mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng: Sao-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. David để các lời này vào trong lòng mình và rất sợ Akit vua Gát. Người giả đò điên cuồng trước mặt chúng và làm bộ dại khờ giữa họ. Người vẽ gạch dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình. Akit nói cùng tôi tớ mình rằng: Kìa, các ngươi thấy người đó điên cuồng, cớ sao các ngươi dẫn nó đến ta? Nơi ta há thiếu kẻ điên sao, nên các ngươi phải dẫn kẻ này đến ta, đặng nó bày sự kỳ cục trước mặt ta. Một người như vậy chẳng nên vào nhà ta. Chương 22. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khổ, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người, và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Từ đó, David đi đến Mít-bê trong xứ Mô-áp, và người nói cùng vua Mô-áp rằng: Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua, cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy, David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Mô-áp, và hai người ở với vua ấy trọn lúc David ở trong đồn. Nhưng Gác, đấng tiên tri, nói cùng David rằng: Chớ ở trong đồn này, hãy đi đến xứ Giu-đa. Vậy David đi và đến trong rừng Hê-rết. Sa-lơ hay rằng người ta đã tìm được David và những kẻ theo người. Bây giờ, Sa-lơ ở tại Gi-bê-a, ngồi dưới cây liễu sủ tơ trên nơi cao, tay cầm cây giáo, còn các tôi tớ người chầu chực bên người. Sa-lơ nói cùng các tôi tớ chầu chực bên mình rằng: Hỡi dân Benjamin hãy nghe, có phải con trai Isai sẽ ban cho hết thảy các ngươi những ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi trông cậy nó sẽ lập các ngươi làm trưởng ngàn người và trăm người ư? Vậy cớ sao các ngươi hết thảy đồng mưu nghịch ta, và cớ sao chẳng cho ta hay rằng con trai ta đã kết giao ước cùng con trai Isai? Nhân sao chẳng ai thương xót ta, cho ta hay trước rằng con trai ta đã xui kẻ tôi tớ ta nghịch cùng ta, lập mưu hại ta như nó đã làm ngày nay? Bây giờ, Đô-e người Ê-đôm
làm đầu những đầy tớ của Sao-lơ thưa rằng: Tôi có thấy con trai Y-sai đi đến Nóp vào nhà Ahimelech con trai Ahitub, người cầu vấn Đức Giê-hô-va cho hắn và có cấp cho hắn lương thực, cùng trao cho hắn cây gươm của Goliath người Philistin. Vua sai đòi Ahimelech con trai Ahitub là thầy tế lễ luôn cả nhà cha người, tức những thầy tế lễ ở tại Nóp. Chúng thảy đều đến cùng vua. Sao-lơ nói: Hỡi con trai Ahitub, hãy nghe. Người thưa rằng: Chúa ơi, có tôi đây. Sao-lơ tiếp rằng: Cớ sao ngươi đồng mưu cùng con trai Y-sai mà nghịch cùng ta? Ngươi có cấp bánh cho nó và trao cho nó một cây gươm, cầu vấn Đức Chúa Trời cho nó để nó giấy nghịch cùng ta, lập mưu kế hại ta như nó đã làm ngày nay. Ahimelech thưa cùng vua rằng: Vậy, trong vòng đầy tớ vua, ai là người trung tín như David, làm phò mã vua, dự hội mật nghị của vua và được tôn quý hơn hết trong nhà vua? Có phải ngày nay tôi mới khởi cầu vấn Đức Chúa Trời cho người sao? Tôi quyết không làm như vậy. Xin vua chớ ngờ một lời nào cho tôi tớ vua hoặc cho người nào trong nhà cha tôi, vì kẻ tôi tớ vua chẳng biết gì hoặc ít hay nhiều về điều đó. Vua đáp: Hỡi Ahimelech, thật ngươi và cả nhà cha ngươi đều sẽ chết. Vua bèn nói cùng các thị vệ đứng gần mình rằng: Hãy lại gần giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, vì chúng nó giúp đỡ David, biết nó trốn mà không cho ta hay. Nhưng các đầy tớ của vua không khứng tra tay trên mình những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng chịu đánh họ nữa. Vua bèn nói cùng Đô-e rằng: Ngươi hãy lại gần đánh giết những thầy tế lễ. Đô-e người Ê-đôm lại gần đánh những thầy tế lễ, và trong ngày đó hắn giết 85 người mặc ê-phót bằng vải gai. Sao-lơ lại dùng gươm giết dân Nóp thành của thầy tế lễ, người nam và người nữ, con trẻ và con đương bú, bò lừa và chiên, thảy đều bị gươm giết. Xong, một trong các con trai của Ahimelech cháu của Ahitub tên là Abiatha thoát khỏi và trốn đến cùng David. Abiatha thuật lại cho David rằng Sao-lơ đã giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. David đáp cùng Abiatha rằng: Trong ngày ấy ta hiểu rõ Đô-e người Ê-đôm có mặt tại đó, chắc sẽ học lại cho Sao-lơ. Ấy tại cớ ta mà cả nhà của cha ngươi bị chết. Hãy ở cùng ta, chớ sợ chi. Kẻ nào tìm hại mạng sống ta cũng tìm hại mạng sống ngươi. Ngươi ở cùng ta thì sẽ được bảo toàn. Chương 23. Người ta đến nói cùng David rằng: Kìa, dân Philistin hãm đánh Ke-i-la và cướp lấy các sân đạp lúa. David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi có nên đi đánh người Philistin này chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: Hãy đi đánh người Philistin và giải cứu Ke-i-la. Song những người theo David nói rằng: Chính tại đây trong xứ Giu-đa chúng ta sợ hãi thay, phương chi đi đến Ke-i-la mà đánh quân lính Philistin. David lại cầu vấn Đức Giê-hô-va nữa. Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy trỗi dậy đi xuống Ke-i-la, ta sẽ phó dân Philistin vào tay ngươi. Vậy David đi cùng những kẻ theo mình đến Ke-i-la đánh dân Philistin, làm cho chúng phải thua lớn. Ấy David giải cứu dân Ke-i-la là vậy. Vả khi Abiatha con trai của Ahimelech đi trốn đến cùng David tại Ke-i-la thì có đem theo cái ê-phót. Người ta cho Sao-lơ hay rằng David đã vào trong Ke-i-la. Sao-lơ nói: Đức Chúa Trời phó nó vào tay ta, bởi vì nó đã đi giam mình trong thành có cửa có then. Vậy Sao-lơ chiêu hết thảy quân lính đặng đi xuống Ke-i-la vây phủ David và những kẻ theo người. Nhưng David biết rằng Sao-lơ toan mưu hại mình thì nói cùng thầy tế lễ Abiatha rằng: Hãy đem ê-phót đến. Đoạn người cầu rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tôi tớ của Chúa có hay rằng Sao-lơ toan đi đến thành Ke-i-la đặng phá thành vì cớ tôi? Các quan trưởng Ke-i-la sẽ nộp tôi vào tay Sao-lơ chăng? Sao-lơ sẽ đi xuống y như lời tôi tớ Chúa đã nghe nói chăng? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, xin cho tôi tớ Chúa biết điều đó.
Đức Giê-hô-va đáp: Sao-lơ sẽ đi xuống. David lại hỏi rằng: Các quan trưởng Kê-i-la sẽ nộp tôi và những kẻ theo tôi vào tay Sao-lơ chăng? Đức Giê-hô-va đáp: Chúng nó sẽ nộp các ngươi. Bây giờ David và những kẻ theo mình, ước chừng 600 người, đều đứng dậy đi ra khỏi Kê-i-la và rút ở nơi nào được thì ở. Sao-lơ hay rằng David đã thoát khỏi Kê-i-la thì bỏ không kéo binh đi. David ở trong đồng vắng, trên nơi cao hiểm hóc, tức là ở trên núi tại đồng vắng Síp. Sao-lơ tìm kiếm người không ngớt, nhưng Đức Chúa Trời chẳng phó người vào tay Sao-lơ. David thấy Sao-lơ đã kéo ra đặng hại mạng sống mình thì ở lại trong rừng của đồng vắng Síp. Bây giờ Jonathan, con trai của Sao-lơ, đứng dậy đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà rằng: Chớ sợ chi, vì tay của Sao-lơ cha tôi sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Sao-lơ cha tôi cũng biết rõ điều đó. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Dân Síp đi lên cùng Sao-lơ tại Gi-bê-a mà nói rằng: David ẩn giữa chúng tôi tại nơi đồn trong rừng trên gò A-ki-la ở về phía nam của đồng vắng. Vậy hỡi vua, hãy xuống y theo lòng sở ước của vua, chúng tôi chịu lo nộp hắn vào tay vua. Sao-lơ đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi vì các ngươi có lòng thương xót ta. Hãy đi hỏi thăm cho chắc hơn nữa, đặng biết và xem xét chỗ hắn trú và ai đã thấy hắn ở đó, vì người ta có nói rằng hắn rất khôn quỷ. Vậy hãy xem xét và biết mọi nơi hắn ẩn, đoạn trở về nói lại cùng ta cho chắc, thì ta sẽ đi cùng các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong hàng ngàn dân Giu-đa. Vậy chúng trỗi dậy đi về Síp trước Sao-lơ, còn David và những kẻ theo người ở nơi đồng vắng Ma-ôn tại A-ra-ba về phía nam Giê-si-môn. Sao-lơ và những kẻ theo người đi tìm David. David hay được điều đó, bèn xuống hòn đá và ở trong đồng vắng Ma-ôn. Sao-lơ hay được, bèn đuổi theo David trong đồng vắng Ma-ôn. Sao-lơ đi sườn núi bên này, còn David và bọn theo người đi sườn núi bên kia. David vội vàng chạy trốn đặng thoát khỏi Sao-lơ. Nhưng lúc Sao-lơ và các đầy tớ vây phủ David và bọn theo người đặng hãm bắt, thì có một sứ giả đến cùng Sao-lơ mà nói rằng: Hãy mau mau trở về, vì dân Philistin đã xâm phạm xứ ta. Vậy Sao-lơ thôi đuổi theo David đi đánh dân Philistin. Bởi cớ ấy người ta gọi chỗ này là hòn đá phân rẽ. Chương 24. Đoạn David đi lên khỏi đó ngủ tại trong đồn En-Gedi. Khi Sao-lơ đuổi theo dân Philistin trở về rồi, có người đến nói cùng Sao-lơ rằng: Kìa, David ở trong đồng vắng En-Gedi. Sao-lơ bèn đem 3.000 người chọn trong cả dân Israel kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người cho đến các hòn đá của dê rừng. Sao-lơ đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá. Sao-lơ bèn vào đó đặng đi tiện. Và David và bọn theo người ở trong cùng hang. Những kẻ theo David nói cùng người rằng: Này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông: Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi, hãy xử người tùy ý ông. Nhưng David đứng dậy cắt trộm vạt áo tơi của Sao-lơ. Đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy quở trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình Sao-lơ. Sao-lơ đứng dậy ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Đoạn David cũng trỗi dậy đi ra khỏi hang đá gọi Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi vua chúa tôi. Sao-lơ ngó lại sau mình thì David cúi mặt xuống đất mà lại. David nói cùng Sao-lơ rằng:
Nhưng sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David kiếm thế làm hại vua? Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thể thấy được rằng ngày nay trong hang đá Đức Giê-hô-va đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua, nhưng tôi dâng thứ cho vua mà rằng: ta không tra tay trên mình Chúa ta, vì người là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Vậy cha ơi, hãy xem cái vạt áo tơi cha mà tôi cầm trong tay. Bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha mà không giết cha, thì nhân đó khá biết và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác hoặc sự phản nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha. Còn cha lại săn mạng sống tôi để cất nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét giữa cha và tôi. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói, sự ác do kẻ ác ra, nhưng tay tôi sẽ không đụng đến mình cha. Vua Israel kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bỏ chét. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi. Ngài sẽ xem xét binh vực cớ lý tôi và xử cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Khi David nói xong các lời này thì Sa-lơ đáp rằng: hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? Sa-lơ cất tiếng lên khóc, nói cùng David rằng: con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha, vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, song con không có giết cha. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Quả hẳn ta biết rằng con sẽ làm vua, và nước Israel sẽ bền lâu ở trong tay con. Vậy bây giờ hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng ta rằng: con sẽ chẳng diệt dòng dõi ta và chẳng hủy danh ta khỏi nhà tổ phụ ta. David lập lời thề cùng Sa-lơ. Sa-lơ bèn trở về nhà mình, còn David và các kẻ theo người trở lên nơi đồn. Chương 25. Kế ấy Samuel qua đời, cả Israel nhóm lại đặng than khóc người, rồi chôn người trong nhà người tại Rama. David bèn đứng dậy đi xuống đồng vắng Pharan. Vả có một người ở Maôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đang ở Cạc-mên đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Naban và vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Caleb. David ở trong rừng hay rằng Naban hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: hãy đi lên Cạc-mên tìm Naban, nhân danh ta chào người và nói rằng: nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tới ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy xin các cả trai trẻ được ơn trước mặt ông, vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hễ tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tới ông và cho con ông là David. Vậy các gã trai trẻ của David đi đến mà nhân danh David lặp lại cho Naban mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Naban đáp cùng các tôi tớ David rằng: ai là David, ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao? Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng: mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình. Chúng đeo gươm mình và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail vợ của Naban rằng: David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào chủ chúng tôi, nhưng Naban ở gắt góng cùng họ.
Song trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng, thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo chăn bầy chiên chúng tôi, thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Vậy bây giờ, khá xem xét điều bà phải làm, vì đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên được nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn người nói cùng các tôi tớ rằng: "Hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi." Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-banh chồng mình. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ, thì David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Và David có nói rằng: "Vậy thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này có trong đồng vắng, đến nỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na-banh, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết." Khi Abigail thấy David, liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất tại trước mặt David mà lại. Vậy nàng phục dưới chân người mà nói rằng: "Lạy Chúa, lỗi về tôi. Xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông. Xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-banh. Vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn là Na-banh, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy chính tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề. Nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như Na-banh. Và bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu, vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống. Còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. David đáp cùng Abigail rằng: "Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác mà thề rằng, nếu nàng không vội vàng đến đón ta, thì đến sáng mai, phàm vật gì thuộc về Na-banh sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết." Vậy David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng: "Hãy trở lên nhà ngươi bình an. Hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế." Khi Abigail trở về cùng Na-banh, thì Na-banh đang ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-banh có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai, khi Na-banh đã giả say rồi, vợ người thuật lại hết, lòng người bèn kinh hoảng trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-banh và người chết. Khi David hay Na-banh đã chết thì nói rằng: "Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-banh và đã giữ tôi tới ngài khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Na-banh đổ lại trên đầu hắn." Đoạn, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ mình. Những tôi tớ David đến tìm Abigail tại Cạc Mên mà nói rằng: "David sai chúng tôi đến cùng nàng,
vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn trỗi dậy, sắp mình xuống đất mà nói rằng: Này con đòi của Chúa sẽ làm tôi mọi Chúa, đặng rửa chân các tôi tớ của Chúa tôi. Đoạn Abigail vụt đứng dậy, cởi lừa mình, có 5 con đòi đồng theo, mà đi với các sứ giả của David, đặng làm vợ người. David cũng có cưới Ahinoam ở Gitreen, và cả hai đều làm vợ người. Vả, Saul đã gả Mi-canh con gái mình, và là vợ của David cho Phan-ti, con trai của La-ít, người Ga-lim. Chương 26. Dân Siếp lại đến tìm Saul tại Gibea mà nói rằng: David há chẳng ẩn tại trên gò Ha-ki-la đối ngang đồng vắng sao? Saul bèn trỗi dậy kéo 3.000 tinh binh của Israel đi xuống đồng vắng Siếp đặng tìm David. Saul đóng trại trên gò A-ki-la đối ngang đồng vắng tại nơi đầu đường. David ở trong đồng vắng, khi thấy Saul đến đuổi theo mình, bèn sai kẻ do thám đi và biết chắc rằng Saul đã đến. Bây giờ David trỗi dậy đi đến tận nơi Saul hạ trại. Người cũng thấy nơi ngủ của Saul và của Abner con trai Ner là quan tổng binh của người. Saul ngủ tại đồn, có đạo binh đóng trại xung quanh mình. David cất tiếng nói cùng Ahimelech người Hethit và Abishai con trai của Seruya em của Joab rằng: Ai muốn đi cùng ta xuống dinh Saul? Abishai đáp: Tôi sẽ đi xuống với ông. Vậy David và Abishai lúc ban đêm vào giữa quân lính, thấy Saul đang ngủ nằm trong đồn, cây giáo cắm dưới đất tại nơi đầu giường. Abner và quân lính nằm ở xung quanh người. Abishai nói cùng David rằng: Ngày nay Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm người, chỉ một cái mà cắm người xuống đất, chẳng cần phải đâm lại. Nhưng David bảo Abishai rằng: Đừng giết người. Ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? Người tiếp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu sức dầu của Ngài. Ta xin ngươi chỉ hãy lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi. Như vậy, David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Saul, rồi hai người đi. Không ai thấy hay là biết, và cũng chẳng ai tỉnh thức. Hết thảy đều ngủ, vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê giáng trên chúng. Đoạn David sang qua bên kia, dừng lại tại trên chót núi xa trại quân, có một khoảng xa cách nhau. Người gọi quân lính với Abner con trai Ner mà nói rằng: Abner, ngươi chẳng đáp lời sao? Abner đáp rằng: Ngươi là ai mà kêu la cùng vua? David đáp cùng Abner rằng: Nào, ngươi há chẳng phải là một dõng sĩ sao? Trong Israel ai bằng ngươi? Vậy sao ngươi không canh giữ vua là chúa của ngươi? Có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi. Điều ngươi đã làm đó chẳng tốt đâu. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi đáng chết vì không canh giữ chúa ngươi là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ hãy xem thử, cây giáo của vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu? Saul nhận biết tiếng của David bèn nói rằng: Hỡi David, con ta, có phải tiếng con chăng? David thưa rằng: Hỡi vua chúa tôi, ấy là tiếng tôi. Người tiếp: Cớ sao Chúa đuổi theo tôi tới Chúa như vậy? Tôi có làm điều gì và tay tôi đã phạm tội ác chi? Bây giờ, xin vua hãy lắng nghe lời của tôi tớ vua. Nếu Đức Giê-hô-va xúi dục vua hại tôi, nguyện Ngài nhậm mùi thơm của lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì ngày nay, chúng đuổi tôi đi khỏi chỗ dành cho tôi trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va và chúng nói rằng: Hãy đi thờ tà thần. Ôi, nguyện huyết tôi chớ chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va. Vì vua Israel đã kéo ra đặng tìm một con bò chét, nhưng người ta đuổi theo chim đa đa trong núi vậy. Bây giờ Saul nói: Ta có phạm tội. Hỡi David con ta, hãy trở lại.
ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng. David nói, này là cây giáo của vua, hãy cho một gã trai trẻ của vua đi qua đây mà lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Vì ngày nay, Ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Ngày nay, tôi lấy mạng sống vua làm quý trọng thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy mạng sống tôi làm quý trọng thế ấy và giải cứu tôi khỏi các hoạn nạn. Sau-lơ nói cùng David rằng, hỡi David, con ta, nguyện con được phước. Quả thật, con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng hơn. Đoạn David cứ đi lối mình, còn Sau-lơ trở về nơi người. Chương 27. David nói thầm, nghĩ rằng, chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ. Ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Philistin, thì Sau-lơ sẽ chẳng còn kiếm ta trong cả địa phận Israel nữa. Như vậy, ta sẽ thoát khỏi tay người. Vậy, David trỗi dậy, cùng 600 người theo mình, sang qua đến Akish, con trai Ma-óc, vua Gát. David và những kẻ theo người ở cùng Akish tại Gát, mỗi người có gia quyến mình. David có hai vợ theo, tức là Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Nabal ở Cạc-men. Sau-lơ hay rằng David trốn đến Gát thì thôi đuổi theo người. David nói cùng Akish rằng, nếu tôi được ơn trước mặt vua, xin hãy nhường cho tôi một nơi nào thuộc về các thành ở ngoài đồng bằng để tôi ở đó, vì tôi tớ vua ở trong đế đô với vua mà chi. Vậy trong ngày đó Akish ban xiết lát cho người, bởi cớ ấy xiết lát thuộc về vua Juda cho đến ngày nay. Thì giờ David ngủ trong xứ dân Philistin là 1 năm 4 tháng. David và những kẻ theo người đi loáng đến đất dân Geshurit, dân Giệt-xít và dân Amalek, là những dân tộc từ lâu đời ở miền lân cận Shurơ cho đến xứ Ai Cập. David phá hủy xứ này, chẳng để một người nam hay nữ còn sống, cướp lấy chiên, bò, lừa, lạc đà và áo sống, đoạn trở về cùng Akish. Akish hỏi, ngày nay ngươi đi xâm đoạt nơi nào? David đáp, trong miền nam đất Juda, miền nam đất dân Geramelit và miền nam đất dân Kenit. David chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về Gát, vì nói rằng, e chúng nó sẽ cáo chúng ta mà rằng, đó là điều David đã làm. Trọn lúc David ngủ trong xứ dân Philistin thường hay làm như vậy. Cho nên Akish tin David mà rằng, hắn làm cho hắn bị gớm ghiếc nơi Israel là dân sự hắn, nên chắc hắn sẽ làm tôi tớ ta đời đời. Chương 28. Về lối này, dân Philistin hiệp các cơ binh làm một đạo đặng giao chiến cùng Israel. Akish nói cùng David rằng, ngươi phải biết rằng, ngươi và những kẻ theo ngươi sẽ đi ra trận cùng ta. David đáp cùng Akish rằng, vua sẽ thấy điều tôi tớ vua làm. Akish nói cùng David rằng, thế thì ta sẽ lập ngươi làm thị vệ ta luôn luôn. Vả Samuel đã qua đời, cả Israel để tang cho người, và người ta chôn người tại Rama, thành của người. Sau-lơ đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật. Vậy dân Philistin nhóm hiệp đến đóng trại nơi Shunem, còn Sau-lơ cũng hiệp hết thảy Israel và chúng đóng trại tại Gilboa. Nhưng khi Sau-lơ thấy trại quân Philistin thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va, song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chim bao, hoặc bằng Urim, hay là bởi các đấng tiên tri. Sau-lơ nói cùng các tôi tớ mình rằng, hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong, ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng, tại Endor có một người đàn bà cầu vong. Sau-lơ giả dạng, mặc những áo khác, đi đem theo hai người
rồi đến nhà người đàn bà này lúc ban đêm. Sauler nói: xin ngươi hãy cầu vong mà bói cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi. Người đàn bà đáp rằng: ông biết rõ điều Sauler đã làm, thế nào người trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Vậy cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi? Sauler chỉ Đức Giê-hô-va thề cùng người rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc này đâu. Bây giờ người đàn bà nói: tôi phải cầu ai trước mặt ông? Sauler đáp: hãy cầu Samuel. Khi người đàn bà thấy Samuel, bèn la tiếng lớn nói cùng Sauler rằng: cớ sao ông gạt tôi? Ông là Sauler. Vua đáp cùng người rằng: chớ sợ, nhưng ngươi thấy chi? Người đáp: tôi thấy một vị thần ở dưới đất lên. Vua hỏi: mặt mày ra sao? Người đáp: ấy là một ông già ở dưới lên, mặc một cái áo tơi. Sauler hiểu là Samuel, bèn cúi đầu sấp mình xuống đất và lại. Samuel hỏi Sauler rằng: nhân sao ngươi quấy sự yên tĩnh ta mà gọi ta lên? Sauler đáp: tôi bị hoạn nạn lớn vì dân Philistin tranh chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi hoặc bởi các đấng tiên tri hoặc bởi chim bao. Vậy tôi đã vời ông lên để ông bảo cho tôi biết điều tôi phải làm. Samuel đáp: nhân sao ngươi cầu vấn ta? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi. Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân cận ngươi là David. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho Amalek cảm biết cơn giận phừng của Ngài. Vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách này. Vả lại, Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel và ngươi vào tay dân Philistin. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó đạo binh Israel vào tay dân Philistin. Sauler liền té nằm dài xuống đất vì các lời của Samuel khiến người sợ hoảng. Và lại, người đã kiệt sức bởi trọn ngày và đêm đó người không có ăn chi. Bây giờ, người đàn bà đó đến gần Sauler, thấy người bối rối bèn nói rằng: này, con đòi vua đã vâng theo tiếng vua. Tôi đã liều mạng mình đặng vâng theo các lời vua dạy. Vậy bây giờ, vua cũng hãy nghe lời của con đòi vua. Tôi xin đặt trước mặt vua một miếng bánh để vua ăn bổ sức đặng lên đường. Sauler từ chối mà rằng: ta không ăn. Nhưng các đầy tớ người và người đàn bà ép nài quá, đến đổi người phải xuôi theo lời chúng. Người bèn trỗi dậy khỏi đất và ngồi trên giường. Người đàn bà ấy có một con bò con mập, bèn lật đật giết nó. Đoạn lấy bột mì nhồi và làm bánh không men để trước mặt Sauler và các đầy tớ người. Ăn xong, chúng trỗi dậy và đi nổi đêm đó. Chương 29. Dân Philistin nhóm hiệp hết thảy các đạo quân tại Aphek, còn dân Israel đóng trại gần suối Gitreen. Các quan trưởng dân Philistin và đạo quân kéo ra trước từng trăm từng ngàn, còn David và những kẻ theo người đi hậu tập với Akish. Bây giờ, các quan trưởng dân Philistin nói rằng: những người Hebrew đó là ai? Akish đáp rằng: ấy là David, tôi tớ của Sauler, vua Israel, ở với ta đã lâu ngày chài năm. Từ ngày người sang nơi chúng ta cho đến bây giờ, ta chẳng thấy lỗi gì nơi người. Các quan trưởng Philistin nổi giận nói với Akish rằng: hãy đuổi người này trở về chỗ ông đã lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta. E trong lúc chiến đấu, hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng? Vì hắn làm thế nào cho được hòa cùng chủ mình? Há chẳng phải nhờ những thủ cấp của chúng ta sao? Há chẳng phải về David này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Sauler giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Vậy Akish gọi David mà nói rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề,
ngươi vốn là một người ngay thẳng. Ta thích ngươi vào ra trong trại quân với ta, vì từ ngày ngươi đến cùng ta cho tới ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Philistine. David nói với Akish rằng, tôi có làm điều gì, và từ khi tôi ở gần vua đến ngày nay, vua có tìm thấy điều chi nên quở trách nơi tôi tớ vua, mà tôi không được đi đánh quân thù nghịch của chúa tôi là vua? Akish đáp với David rằng, ta biết điều đó. Ngươi vốn đẹp lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng các quan trưởng Philistine có nói, hắn sẽ không lên đánh trận cùng chúng ta. Ấy vậy, ngươi và những đầy tớ của chủ ngươi đã đến cùng ngươi. Hãy dậy sớm. Phải, hãy dậy sớm, và vừa khi trời sáng hãy đi đi. Vậy, David và các kẻ theo người dậy sớm, để vừa sáng mai đi trở về trong xứ dân Philistine. Còn dân Philistine đi lên Gitreen. Chương 30. Khỏi ba ngày, khi David với những kẻ theo mình đến Xiết Lát, thì dân Amalek đã loáng đến miền nam cùng Xiết Lát, xông vào Xiết Lát và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, song khi đi có dẫn tù hết thảy. Khi David và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy. Vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bây giờ, David và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc. Khóc, đến nỗi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ David cũng bị dẫn tù, tức Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Naban tại Cạc-mên. David bị sự hoạn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình. Người nói cùng thầy tế lễ Abiathar rằng, ta xin thầy hãy đem ephod cho ta. Abiathar đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Jehovah rằng, tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng? Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy khởi đuổi theo nó. Quả thật, ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt. Vậy, David ra đi cùng 600 người theo mình. Đến khe Bê-sô, những người mệt mỏi bèn dừng lại. David cứ đuổi theo với 400 người, vì 200 người kia đã dừng lại, lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe Bê-sô được. Bọn của David gặp một người Ai Cập trong đồng ruộng, bèn dẫn đến cùng David. Người ta cho người này bánh ăn nước uống, cũng ban cho người ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại vì trong ba ngày ba đêm người không ăn, không uống chi hết. David hỏi người rằng, ngươi ở với ai và ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là một người Ai Cập tuổi trẻ, làm tôi tớ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi đã ba ngày rồi vì tôi đau. Chúng tôi có loáng đến đất miền nam của dân Kerethit, địa phận Juda, và đến đất phía nam Caleb, và chúng tôi đã đốt Xiết Lát. David hỏi, ngươi hướng dẫn ta đến cơ binh này chăng? Người đó thưa rằng, hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng, ông sẽ chẳng giết tôi hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến cơ binh đó. Người Ai Cập dẫn họ đến. Họ thấy dân Amalek tràn ra khắp xứ ăn uống và chơi giỡn vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Philistine và trong xứ Juda. David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Trừ ra 400 người trai trẻ cưỡi lạc đà chạy trốn thì chẳng một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy. David đem về hết thảy. Người cũng bắt lại bò và chiên. Quân lính của David đi đầu bầy này mà nói rằng, này
là của David bắt được. David trở về cùng 200 người trước kia bị mệt nhọc quá, theo người không nổi, mà người đã để lại gần bên khe Bê-sô. 200 người ấy đi tới đón David và đạo binh theo người. David lại gần hỏi chúng mạnh giỏi chăng. Nhưng hết thảy kẻ hung ác, kẻ côn đồ ở trong bọn David cất tiếng nói rằng: bởi vì chúng nó không đi cùng chúng ta sẽ không nhường cho chúng nó một phần của cải nào mà chúng ta đã lấy được, chỉ trả lại vợ và con của mỗi người mà thôi. Chúng nó hãy dẫn họ mà đi đi. Nhưng David đáp rằng: hỡi anh em, chớ làm như vậy về vật mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta. Vậy ai theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau, chúng sẽ chia cho nhau vậy. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó làm luật và lệ trong Israel, hãy còn đến ngày nay. Vậy David trở về Siếc-lác và gửi một phần của cướp cho các trưởng lão Giu-đa, tức là bạn hữu người, mà nói rằng: này là một lễ vật cho các ông, do của cướp lấy nơi kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va. Người gửi cho những người ở Bê-tên, Ra-mốt, miền Nam, Giạc-thia, cho những người ở A-rô-e, Síp-mốt, Ê-thê-mô-a, cho những người ở Ra-canh và ở các thành của dân Giê-rách-mê-lít, cho người ở các thành Kê-nít, cho người ở Họt-ma, Bọt-a-sang, A-tác, Hê-prôn, và cho khắp mọi miền nào David đã đi ngang qua với đạo binh mình. Chương 31. Bấy giờ dân Philistine giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philistine, và nhiều người trong bọn bị vít chết, ngã xuống trên núi Gilboa. Dân Philistine hăng rượt theo Saul cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Malchishua là các con trai của Saul. Thế trận dữ dội cho Saul, những lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương. Saul nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: hãy rút gươm ngươi đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng. Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm. Saul bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh khí của Saul thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Như vậy trong ngày đó, Saul, ba con trai người, kẻ vác binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh thấy đạo binh Israel chạy trốn, Saul và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi. Nên nổi dân Philistine đến ở đó. Ngày sau, dân Philistine đến lục soát những kẻ chết, thấy Saul và ba con trai người nằm sải trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philistine, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Chúng để binh khí của Saul tại trong đền thờ Ác Tạc Tê và treo xác người vào tường thành Bết-san. Nhưng khi dân sự Gia-be ở Gala-át hay điều dân Philistine đã làm cho Saul, thì những người dõng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm, gỡ lấy xác của Saul và của con trai người khỏi tường thành Bết-san. Rồi họ trở về Gia-be, thiêu đốt các thây tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần Gia-be và kiêng ăn trong 7 ngày. Sách Kinh Thánh trọn bộ của chương trình có 66 sách, 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước. Quý thính giả, các con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy nghe hàng ngày để linh hồn chúng ta được tăng trưởng đức tin và thêm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn tải về máy nghe, hãy vào trang web Cốc Cốc, vào trang YouTube, nhấn phần download MP3 về nghe. Anh chị em giúp chương trình chia sẻ cho mọi người trên mạng cộng đồng xã hội để nhiều người được biết. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ. Amen.